Hello, xin chào anh em ha. Đây là cái vàng này, ngày mai mình sẽ bàn giao cho khách Sài Gòn. Đây. Thì cái trọn bộ này nó gồm có những cái thiết bị như sau. Một cặp lo 715 4 tấc. Bát 40 từ 190 con 70 con 76 và trép RCF 750. Đó. Vỏ lo thì anh em nhìn thấy ha. Lưới nó nhìn thấy rất là đẹp luôn. Mình làm cái mẫu này nó nhìn nó vừa ý vừa mắt. Đấy, còn cái cấu hình của nó là đây. Đây đầu tiên là cái cục đẩy CA16 24 sò lớn 2 tăng phô. Con này thì nó cổng, cặp này thì vô tư. Tiếp nữa là một con nâng tiếng, con vang nét acoustic FX8. Vài hôm nữa thì mình sẽ về con FX9. Con này thì anh em nhìn nó rất dễ chỉnh. Ở đây mình đã cân sẵn cho khách hàng hết rồi. Delay nè, độ lặp lại nè. Bass trung chép cho echo nè. Và bass trung chép cho mic. Bass trung chép cho nhạc mình chỉnh cân hết rồi. Giờ về anh chị khách hàng chỉ việc tăng lớn nhỏ echo nè, lớn nhỏ micro nè, lớn nhỏ nhạc là xong. Đấy. Và tiếp nữa là cái con nâng tiếng. Đó. Nâng tiếng thì nó tùy theo không gian. Con đây là hai cổng súp. Hai cổng súp thì mình bỏ qua. Gian này không có súp. Anh không có đặt mua súp cho nên là bỏ qua. Đó. Ví dụ mình chơi trong không gian nhỏ thì mình giảm cái mức treble lại cái tầm này. Đó, bass treble này. Không gian trong nhà thì chúng ta có thể là thả hai nút này ra và chỉ giữ một nút này lại thôi. Đó. Rồi, ở trên cùng là con micro UGX23. Cái dòng UGX23 này nó đang khá là nổi tiếng. Của cái dòng hãng của Shure, nó bốn râu, bắt sóng xa lắm. Bắt sóng rất xa luôn. Rồi, ở phía sau. Đây là cái cách câu dây, đấu dây từng bước. Đây tất cả mình đi bằng đường Canon hết nha mọi người. Tất cả mình đi bằng đường Canon hết. Đầu tiên nha, anh em nhìn giùm mình nha. Để xây ra phía trước cho nó sáng. Ở đây anh em đi từ con micro nè. Nha. Đó. Micro nè, chúng ta đưa nó kết nối nó vào. Một đầu ta kết nối vào đây và một đầu kết nối vào cổng micro của con vang. Hai cái cổng Canon. Đây mình đi đường cổng Canon hết. Đó. Đây, mic bên đây mình đã cắm sẵn đây rồi. Đầu này mình sẽ cắm vào đây. Đấy. Chỉnh nó qua một bên nha. Rồi, sẽ bắt đầu từ con vang. Con vang thì mọi người xem cái cổng left right của nó bên đây. Đây. Con vang ở đây là cổng left right là cái đầu ra. Ở đây là cổng center, đây là cổng sub. Mọi người lưu ý ha. Mình cho nó vào cổng left right. Từ left right mình sẽ đưa qua cổng input của con nâng tiếng. Đó. Một tay để cắm mình tạm vậy đi. Đó, chúng ta sẽ cho nó đi vào hai cổng input của nâng tiếng. Rồi. Xong. Bắt đầu chúng ta sẽ cho nó từ cổng output của con nâng tiếng. Output nâng tiếng. Đây, từ output của nâng tiếng. Chúng ta sẽ cho nó xuống đẩy hai cổng input của cục đẩy.
thì mình đã cho vô cục đẩy. Và từ cục đẩy chúng ta cho ra loa. Đẩy chúng ta cho ra loa, nó đơn giản vậy thôi. Đó. Đó, cái đó là cách đấu nối một cái dàn âm thanh rất là đơn giản và rất là nhanh. Rồi, về cách chỉnh, thí dụ như là mọi người sử dụng trong nhà thì anh em nhìn lưu ý cho mình, ở đây là hai cái gain đầu vào của mic, tại mình đang sử dụng mic Canon thì chúng ta cho nó 11 giờ. Nếu không gian nhỏ nữa chúng ta hạm nó xuống 9 giờ. Rồi, ok, còn cái delay thì mình sẽ cho nó mức độ 3 giờ. Đây, sẽ cho nó mức độ 3 giờ. Đó, cái delay cho nó 3 giờ cho nó có cái đuôi nó dài. Khi chúng ta hát thì nó cái đuôi nó sẽ dài ra. Còn cái này thì chúng ta cho nó 1 giờ. Còn bass trung chép của Echo thì chúng ta để 12 giờ. Để 12 giờ. Này bass mid chúng ta giảm nó còn 11 giờ bass mid. Trung thì chúng ta cho nó 12 giờ. Chép thì chúng ta cho bình quân nó 12 giờ. Đó. Còn nhạc này, bass nó tùy theo bài nhạc. Ví dụ bass nó ít thì mình ta tăng lên. Bình thường chúng ta để 12 giờ. Trung cũng vậy, trung đến 12 giờ. Trép cũng vậy, trép chúng ta tăng vừa phải thôi. Hoặc là để 12 giờ. Đó. Còn micro nè. Thông thường thì micro anh em cứ cho nó sử dụng ở góc độ mà trong nhà vừa phải, chúng ta cho nó tầm 12 giờ trở lại. 12 giờ trở lại thôi. Micro, cái này Echo 12 giờ trở lại. Micro này cho anh tầm 12 giờ trở lại. Nếu trong không gian trong gia đình. Đó. Nhạc thì tùy. Anh em cho góc độ nhạc góc độ nào mà mình cảm thấy vừa là được. Đó. Còn nâng tiếng ta chỉnh như thế này. Rồi. Micro đây cũng vậy. Đừng có bao giờ dặn mát quá, 12 giờ hoặc 1 giờ trở lại thôi. Đó, 12 giờ hoặc 1 giờ trở lại thôi. Đó. Đó. Vậy là ok ha. Và qua đây thì clip này mình cũng hướng dẫn cho hai anh chị ngày mai luôn ha. Anh chị khách ngày mai luôn. Và những anh chị nào chúng ta có thể chưa biết chỉnh cái dàn âm thanh gia đình về đẩy nè, vang nè, nâng tiếng nè, micro nè, thì xem cái clip hướng dẫn của em ha. Rồi, chúc cho anh chị và các bạn chúng ta có những sự lựa chọn vừa ý của mình và cách chỉnh nó hay nhất. Thì đây là cái cơ bản của em chỉnh trong không gian trong gia đình thôi. Tại dàn này là dàn phục vụ cho gia đình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sau nha.